Thưa quý vị, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hai đội Đà Nẵng Việt Nam và Phần Lan chính là những người mở màn trong đêm khai mạc mùa pháo hoa quốc tế năm nay. Ghi nhận công tác chuẩn bị tại khu vực bãi bắn của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Là đội pháo hoa quốc tế đầu tiên trong số 8 đội khách mời tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 có mặt tại Đà Nẵng. Đội pháo hoa Phần Lan đang rất tích cực chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đêm trình diễn vào tối ngày 2 tháng 6. Trở lại cuộc thi sau chiến thắng vào năm 2019, đội Phần Lan hứa hẹn sẽ mang lại một màn trình diễn phá cách với chủ đề đánh thức trái tim, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện tình yêu và hòa bình trên thế giới. Đây là lần thứ hai được trở lại Đà Nẵng, cũng như lễ hội pháo hoa lần này, được trở lại sau đại dịch COVID-19. Tôi cùng các đồng đội của mình cảm thấy được chào đón tại Đà Nẵng. Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của các đơn vị tổ chức. Và với vai trò là quán quân của mùa giải năm 2019, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều và phải chuẩn bị kỹ lưỡng về các kỹ thuật bắn pháo và hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kỹ thuật mới mà các bạn chưa từng thấy. Phần trình diễn của đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam được chia làm 3 phần với tổng thời lượng hơn 20 phút. Với chủ đề Đà Nẵng âm sắc hòa bình, phần đầu sẽ là sự kết hợp giữa ánh sáng, hiệu ứng pháo hoa trên nền nhạc nhẹ nhàng để đánh thức cảm xúc của khán giả. Trong phần 2, đội nhà sẽ sử dụng nền nhạc sôi động hiện đại thể hiện sự vươn lên của con người Đà Nẵng vượt qua những khó khăn sau đại dịch, hòa mình cùng thế giới. Phần chính của chủ đề sẽ thật bùng nổ, gửi gắm thông điệp mong muốn tất cả mọi người trên thế giới được hòa bình, hạnh phúc. Chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng để thể hiện cái màn trình diễn làm sao cho nó hay, cho nó đẹp, mà cái đặc biệt là sẽ truyền được cái cảm hứng đến khán giả, làm sao để nắm được cái thông điệp, cái ý nghĩa trên cái màn trình diễn của mình gửi đến khán giả. Với số lượng hơn 4.500 quả pháo, trên 128 hiệu ứng màu sắc, đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một vũ điệu ánh sáng và âm nhạc hấp dẫn nhất từ trước đến nay.